Dạ, Tùng xin chào quý ông bà cô chú, quý anh chị và các bạn. Tùng cảm ơn cả nhà trở lại kênh 66 TV. Bây giờ khoảng 10 giờ đêm rồi cả nhà ơi. Đêm nay thì anh chị hai Tùng có giăng tơ lưới neo, giăng hồi chiều lắm, nhưng mà giờ này thì cũng gần tới giờ cuốn lưới rồi. Tùng mới tới bến xuồng nè. Tùng đang đợi chi hai vô rước Tùng thôi cả nhà. Tùng mới tới bờ đá. Giờ này thì Tùng thấy anh hai cũ cùng với anh Kiếm đi cuốn lưới rồi kìa. Vậy là anh hai mình cũng sắp sửa đi cuốn lưới rồi đó. Tùng tới giờ này cũng vừa kịp lúc. Chi hai bơi vô tới rồi cả nhà ơi. Nãy giờ có ngủ được giấc nào không nha? Có ngủ đâu. Đúng rồi, làm gì ngủ được với anh hai. Anh hai anh quần quá trời. Ờ vậy hả? Chọc đi, nhưng mà không ngủ được đâu. Cũng đi cuốn kìa. Nó quần cũng cuốn lưới về tao mới quần. Chứ. Ừ. Chứ này nước quá chừng nè. Ủa, ai thả đây có trái phao vậy? Ngủ à? Anh hai còn ngủ cả nhà ơi. Cậu Út với em Đạt cũng chưa đi nữa. Ủa sao thấy anh hai cũ đi rồi? Sao hai cũ đi rồi anh Lộc? Sao anh cũ đi trước rồi? Tới giờ chưa? Không có vườn 1 giờ tới giờ không có. À vậy hả? Tôi bữa chiều mà tính sao cho bữa mà. Dạ. Vậy là anh Lộc, cậu Út với anh hai thì bữa sau nên chưa đi. Ơ vậy là mình đi cái này còn sớm. Không, đồng hồ giỡn mà không lọc bao nhiêu. Không, ăn 11 giờ rưỡi mới. Đồng hồ anh hả? Không á, đồng hồ anh hiện tại là 10 giờ 39 phút nè. Ừ. Cái điện thoại giỡn. Giỡn rồi. Ừ. Thôi thường lại cho ra. Trời ơi, ngủ giấc rồi thức dậy ngáp hoài không? Không ngủ đâu. Nằm đó nghe trời coi ai có ai nói xấu không ạ? Nãy em nằm giỡn ngủ cũng có được, cũng nằm nằm với giỡn cũng ngủ. Nằm chồng với giỡn cũng ngủ đâu. Thử nói chuyện coi nghe không? Nói gì đâu dám nói. Đâu dám nói xấu đâu. Chuyện mắt mày đó. Hễ nằm giỡn có khi nào cũng được mùi với lắm mới ngủ. Hiểu chưa, hiểu chưa? Còn lên mà yếu. Yếu gì giấc kìa. Giờ này cậu Út với em Đạt lên đường đi cuốn lưới trước. Nay làm con cá lăng 10 kg nữa nha cô. Tôi làm lăng mấy kia ai quá. Ủa cá lăng rồi anh để đâu anh xỏ mang hả Lộc? Chứ đâu có cái đục đâu. Cá lăng múc nước đổ vô, đục lắm. À, có hai con đó múc nước đổ vô, giống cá da đen, cá đen nó sống dai nhất. Dạ. Ờ cá ngát cũng thấy vô em. Thôi để qua kêu anh hai đi, cậu Út chứ em Đạt đi cuốn lưới rồi. Hai Tèo ơi, 11 giờ anh Tèo ơi, 1 mấy anh Tèo ơi. Dạ rồi, tôi mời cả nhà đi bắt cá với anh chị em mình nha. Đi trước Lộc ơi. Quy tắc gì nữa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Sâu hết sức. Đợi nãy giờ chưa tới. Đầu lúc như sao dài thằng lòn luôn rồi cả nhà. Sâu lắm. Hai kéo nãy giờ mới tới được cái lưới. Rồi gọi giờ anh em mình tao kéo lưới nha. Hai săn tay áo bắt cá bự nè. Này không cái cốc nào trên ta. Con một cái gì? Con gì con gì? Con hai con hai con. Con cá chó. Con cá nhét, con cá cầy. Là một chùm hai con. Nó không dính thì thôi, mà dính một lần thì mới một chùm hả? Ồ, con cá nhét bự nha. Quá ngon. Chính cái đó kéo về gỡ cái vậy. Nghĩ làm sao mà hai con này nó đi chung thôi. Vậy là con cá ngát nó dính trước. Rồi xong rồi con cá gầy nó bơi vòng vòng ở ngoài cái nó lăn biết dính luôn. Cái ngát nó lăn dữ lắm. Cái ngát này cũng cỡ 2 kg. Bất đen. Wow, quá đã, từ từ như thế hai. Hay quá chị hai ơi. Đi con cái ngát bự nữa nha. Con gì sữa lớn ở đây. Con sữa lớn ở đây. Ủi con liệt lỡ rồi. Thấy không? Trước sau thì cũng phải ủi. Ủi là bệnh chim sao?
gốc lần kia nữa hả anh hai? Con gì kìa? Con cá sấu. Sấu nhi. Nó còn mạnh. Còn lội được. Chỗ nữa nè. Đó, bự hơn. Dưới vườn thì không? Nặng chết này hả trời? Kéo lên chút khơi đặng cái ngắt sao gỡ. Rồi sao vậy được rồi? Đó, kêu đó. Mình cái kêu phẹt phẹt phẹt. Cái đó nè, một chò. Chò hai cái cốc. Cái cốc. Thời gốc rồi kìa. Có cái cốc nữa kìa chị hai. Đi gỡ cái cốc trước đi. Không nổi đâu ha, để đi. Đứng cái đàng hoàng đi rồi lại tiếp. Để nó không nổi rồi, gán chi cho nó mệt. Để đi ha. Cá nè. Để đi. À, đèn đụng nó nóng lên tiếp. Nhớ chưa anh hai? Yeah. Mấy anh chị em mình vừa kéo lên một gốc tre. Nguyên bụi tre. Nãy trong bờ không có gốc gì mà ra tới ngoài này có. Gì lấm tấm á. Móc đồ, cái quần. Cho. Còn nguyên móc luôn chứ. Ghê à. Để đi xuống đi. Không, mình tao phơi bay. Tưởng được của ai như vậy? Tao phải tốt không? Tốt quá. Cái thằng nó của ổng. Im lìm quá. Giờ này dính con cá sấu 4 kg. Là tới bà Đạt nghe. Tới cô Út nghe luôn. Cô
la cho xà lan chữ luôn. Đó con gì? Cốc. Trời ơi. Để chị hai công nhận hay đó. Chị hai công nhận khai trương cái bao tay mới dữ thiệt. Mua một bao tay này mới vô bằng chín cốc luôn. Nè, nè, cậu cái bẹp nè. Nhiều con nãy rồi đó. Ủa vậy hả? Nãy có gọi luôn hả? Rồi. Dữ vậy. Con cá này, út mới thấy. Đó. Ủa, quy long. Chị hai biết gì không? Tới bộ... không phải. Tới... sắp sửa dính cá bự rồi đó. Nghe không? Tít tít, tít tít. Chú ý nha. Gần tới cá bự rồi. Một con cá sấu. Gần hết lưới à. Có con nào đỡ con đó đi. Quay với xuồng nữa rồi. Đây để đây kéo từ từ gần hết rồi thôi đi. Một con học trò. Nát thù không có con tôm nè. Nát thất thù tôm. Nát thất thù tôm là hai nó khóc và chùi mắt lê liền. Đó. Đây ta lấy chả có tôm. Họ, bốn em nằm sắp lớp. Cốc nhát sủ cày. Thủ nè. Lên cuối lưới. Thôi được luôn hả chị hai? Đó đó. Đó.
cá sú đựng đây. Vậy hay quá anh hai ơi. Bắt đầu rồi. Bắt đầu rồi. U đầu. Vinh Vinh. Tụi con mày Vinh kìa. Cái gì xỉ lưới đây, cái gì xỉ lưới đây, cái sủ. Ủa luôn hả? Cũng được. Ồ, cuối lưới làm sơm tụ vậy ta. Cái mày Vinh là tối hôm nay đục cơi chén nó nhảy. Đực nữa này mày kêu à. Ủa mày Vinh nó cũng kêu nữa ta. Chị hai. Hay là cá đằng hai kêu. Rồi kêu cá đực kêu. Ê, cái biển kia đây. Hình như không gà em để ý hai đầu lưới dính mà dính giữa nó hay ít lắm. Cá thường dính hai bên nhiều. Còn cá sát nữa. Nhiều hiệu hết lưới à. Ừ, tới cái đoạn mà còn cái gì không nè. Khúc này em nhớ hoài luôn á. Khúc này là tới hết lưới nè. Đó, vô. Con gì? Học trò. Vô rồi, vô rồi. Vô rồi. Vô gì vậy? Rồi nó lọt dưới được. Cầm cá mà cầm nó vô. Rồi, hết một tay lưới rồi. Lưới này dính cũng nhiều cá chứ bộ. Sủ mấy con luôn. Ba không còn có sủ. Cá cóc, cá ngát, cá cày, cá học trò. Rồi. Rồi thì anh chị mình vừa kéo xong một tay lưới rồi. Mình còn một tay lưới nữa cả nhà ơi. Để anh em mình chạy lại chỗ kia rồi kéo tiếp.